Honda HR-V 2020 nhận cọc tại đại lý, thêm trang bị mới, giảm giá gần 100 triệu, đe dọa Kia Seltos. Đây sẽ là bản nâng cấp trang bị của Honda HR-V, chứ chưa phải bản nâng cấp facelift hay thế hệ mới. Các đại lý Honda trên toàn quốc đang chào đặt cọc mẫu HR-V bản nâng cấp 2020. Mẫu xe này vẫn sẽ được bán ra với hai phiên bản là G và L, tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan. Theo dự kiến, Honda HR-V 2020 sẽ về đại lý trong tháng 9 này. Thông tin ban đầu từ tư vấn bán hàng cho thấy, Honda HR-V 2020 là bản nâng cấp trang bị, chứ chưa phải bản nâng cấp lớn giữa vòng đời, facelift. Trước mắt, đại lý hé lộ một điểm mới trên HR-V là màn hình tăng kích thước 0,2 inch, từ 6,8 inch lên thành 7 inch. Ngoài kích thước lớn hơn, màn hình này còn có nhiều tính năng hơn, nhưng chưa được công bố. Nhiều khả năng, Honda HR-V mới vẫn giữ nguyên thiết kế nội, ngoại thất. Mẫu xe này từng là hiện tượng, khi mới ra mắt nhờ kiểu dáng lai cúp, nhiều trang bị hiện đại như đèn full, LED, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ cũng sẽ không thay đổi. Máy 1,8 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 141 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, kết hợp số tự động vô cấp. Cũng theo thông tin từ đại lý, những khách hàng đặt cọc xe Honda HR-V 2020 sớm sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm, tặng gói bảo dưỡng miễn phí, gói bảo hành 5 năm và nhiều phụ kiện. Tổng giá trị ưu đãi lên tới khoảng 80 đến 90 triệu đồng. Giá Honda HR-V 2020 được cho là sẽ không đổi. Giá hai phiên bản HR-V G và HR-V L lần lượt là 786 triệu và 866 triệu đồng. Hiện tại, Honda HR-V bản cũ đang được xả hàng dọn kho tại đại lý. Mức ưu đãi áp dụng cho mẫu cũ nhiều hơn, lên tới khoảng 110 đến 120 triệu đồng, bao gồm 50% lệ phí trước bạ, tiền mặt và phụ kiện. Phân khúc SUV hạng B hiện nay đang trở nên sôi động hơn khi Kia Seltos hoàn toàn mới vừa ra mắt. Ford EcoSport 2020 cũng rục rịch xuất hiện và góp mặt thêm vào đó là Honda HR-V bản nâng cấp 2020. Một mẫu xe khác cũng cạnh tranh ở phân khúc lấp lửng giữa B và C là Toyota Corolla Cross. Chỉ có mẫu xe Hyundai Kona chưa có thông tin thay đổi nào. Trong cuộc đua tam mã, gồm Honda HR-V, Ford EcoSport và Hyundai Kona, thì mẫu xe của Honda đang bán chậm nhất. Doanh số 7 tháng đầu năm 2020 của mẫu xe này là 1.109 xe. Xếp trên là EcoSport với 1.297 xe. Đứng đầu là Kona với 3.743 xe,